máy rơi vào điểm mù xe đầu kéo và cái kết bị cuốn vào gầm, bánh xe chèn qua người. Đậu xe ven đường bấm điện thoại, mang túi xách hớ hên đứng giữa đường, những hành vi làm mồi cho kẻ cướp. Cận cảnh tình huống cắt cửa rào đột nhập nhà dân trong đêm. Xin chào quý vị khán giả, vừa rồi là những đoạn clip đáng chú ý sẽ có trong Camera 247 ngày hôm nay. Mở đầu chương trình là tình huống đáng cảnh giác, ghi lại toàn bộ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe máy rơi vào điểm mù xe đầu kéo và cái kết không khó đoán trước. Chính là chiếc xe đầu kéo này đang ôm cua rẽ phải, trong khi đó chiếc xe máy này lại lưu thông ở vị trí sát bên cạnh phần đầu xe đầu kéo, và đây là vị trí mà tài xế không thể quan sát thấy, dẫn đến cái kết đau lòng. Cả người và xe bị cuốn vào gầm và bị chèn qua người, nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch. Thưa quý vị, điểm mù xe đầu kéo xe tải, một vấn đề không mới, song nhiều tình huống tai nạn đáng tiếc vẫn xảy ra. Phía trước đầu xe, phần sau đuôi xe và khu vực hai bên hông xe sát gần thùng và cabin được xem là những vị trí cực kỳ nguy hiểm mà người tham gia giao thông cần tránh né, hoặc nếu rơi vào điểm mù này thì cần lưu thông cẩn thận, bấm còi trong tình huống khẩn cấp và mau chóng tìm cách thoát ra khỏi các vị trí này. Và xin được chuyển sang một tình huống giao thông khác. Chiếc xe ô tô đang lưu thông thì bất ngờ tông thẳng vào một nhà dân ven đường, khiến một người phụ nữ ngồi trong nhà bị một phen hú vía khi rơi vào tình huống cận kề sinh tử. Vụ việc được camera trước một nhà dân ở thành phố Thái Nguyên ghi lại. Hình ảnh camera ghi lại tại một cửa hàng, người phụ nữ từ ngoài vừa tiến vào trong quầy thì chỉ đúng một giây sau đó xuất hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ từ ngoài đường lao đi một cách mất kiểm soát, tông thẳng vào bên trong căn nhà như thế này. Chỉ cần sớm thêm một giây thôi thì đã có thể gây tai nạn, người phụ nữ thoát chết trong gang tấc, tài xế điều khiển chiếc xe là một người phụ nữ. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip nhận được nhiều sự chú ý. Một số bình luận cho rằng rất có thể nguyên nhân xuất phát từ sự cố đạp nhầm chân ga, một lỗi khá phổ biến với các tài xế nữ do vướng phải giày cao gót trong lúc điều khiển phương tiện. Và tiếp tục xin được mời quý vị theo dõi những clip camera ghi nhận về các tình huống an ninh trật tự đáng chú ý. Đậu xe ven đường, mải mê tập trung bấm điện thoại, hành vi bất cẩn của người đàn ông này chẳng khác nào làm mồi cho kẻ cướp. Vụ việc vừa được ghi nhận trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mãi mê đứng bấm điện thoại đến mức không còn chú ý xung quanh, người đàn ông này ngay lập tức trở thành nạn nhân. Lúc này xuất hiện một đối tượng thanh niên chạy đến áp sát giật phăng lấy chiếc điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát. Nạn nhân truy hô đuổi theo nhưng bất thành. Vụ việc xảy ra tại quận Tân Bình. Tiếp tục là một đoạn clip quay lại cảnh tượng cướp giật manh động xảy ra trên đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh, đang thu hút sự chú ý cộng đồng mạng. Cô gái này đeo túi xách quai dài, một bên lại đứng giữa đường. Sự bất cẩn này đã lọt vào tầm mắt của kẻ gian. Đối tượng thanh niên chạy ngang qua giật phăng lấy chiếc túi. Cô gái bị lôi ngã, đập đầu mạnh xuống đất. Một số người đuổi theo truy hô cướp nhưng không kịp. Đậu xe bấm điện thoại trên đường, đeo túi xách đứng giữa đường một cách hớ hên. Chính những sự bất cẩn chủ quan của mỗi người đã vô tình khiến kẻ cướp nảy sinh lòng tham, giật tài sản. Nạn trộm cắp, cướp giật hoành hành, người dân cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài sản cá nhân. Đừng biến bản thân thành con mồi cho các đối tượng xấu, không chỉ mất tài sản mà nhiều nguy cơ còn có thể gây ra thương vong đáng tiếc. Nhìn chiếc xe ô tô sang trọng như thế này, nhưng chẳng ai ngờ được đó chính là phương tiện hành nghề của những đối tượng trộm chó. Không chỉ đi xe máy mà các đối tượng trộm chó hiện nay đã nâng tầm lên phương tiện ô tô, hòng qua mắt người dân. Vụ việc được camera trước một nhà dân ghi lại vào thời điểm rạng sáng. Chiếc xe ô tô chạy đến, bất ngờ một người ngồi phía sau chỉ ra ngoài một cây súng điện bắn trúng con chó thả rông trên đường, khiến nó gục xuống tại chỗ và mau chóng bắt mang đi. Vụ việc ghi nhận trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nếu như không có camera thì thật sự khó mà phát hiện ra được thủ đoạn trộm chó chuyên nghiệp của các đối tượng khi sử dụng phương tiện ô tô hành nghề. Ngay sau đây là góc nhìn từ phía chuyên gia tâm lý học tội phạm. Thường sử dụng những cái ô tô hết thời gian đăng kiểm, bảng số giả, 2-3 đối tượng trên một chiếc xe như vậy, với 2-3 cây bắn súng bắn điện như vậy, và cái phương tiện này nó vận chuyển được một cái số lượng lớn các con chó. Để giảm bớt cái tình trạng trộm chó thì một trong những cái điều rất quan trọng làm giảm nhu cầu ăn thịt chó của người dân bằng cách nào? Các chính quyền địa phương, các đoàn tổ chức đoàn thể, các cái hội yêu động vật, người ta đã có những cái biện pháp tuyên truyền rất là tốt.
Xin được cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ chuyên gia. Và tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh khá manh động của kẻ trộm. Thông thường, một số nhà vùng quê thường có thiết kế bao bọc bên ngoài bằng cửa rào xung quanh. Người dân cho rằng như thế là khá an toàn, chắc chắn. Nếu vậy thì tình huống sau đây có thể sẽ làm cho quý vị thay đổi quan điểm này. Vụ việc ghi lại tại thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Hai nam thanh niên đứng bên ngoài nhà dân dùng kìm chuyên dụng các hàng rào như thế này. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng sau cùng bọn chúng cũng thành công cắt được một khoảng cửa rào. Màn đột nhập nhà dân diễn ra khá dễ dàng. Các đối tượng lấy trộm tiền và điện thoại rồi lại chui qua cửa rào tẩu thoát thành công. Trước khi khép lại camera 247 ngày hôm nay, xin mời quý vị theo dõi một sự việc khá thú vị. Đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà ngồi đếm tiền, nhưng điểm đáng chú ý chính là chiếc tủ của bà bên trong chứa đầy tiền lẻ, có thể nói chẳng khác nào là một gia tài tiền lẻ thưa quý vị. Chiếc tủ đựng tiền của cụ bà là ngăn tủ gỗ bên dưới kệ tivi, bên trong chứa hàng trăm xấp tiền lẻ bằng giấy mệnh giá 1.000, 2.000, 5.000 đồng. Mỗi xấp tiền được cụ bà buộc dây cẩn thận, xếp lên nhau vô cùng ngay ngắn. Đếm vội cũng sơ sơ được đến 7 tầng tiền xếp chồng lên nhau. Bên cạnh những xấp tiền lẻ, đoạn clip cũng cho thấy cụ bà còn có số ít cọc tiền polymer mệnh giá 10.000 đến 20.000 đồng đặt dưới sàn. Đoạn clip trên đã nhận được về sự quan tâm từ cộng đồng mạng, ai cũng đều phải trầm trồ trước gia tài đồ sộ, hiếm có khó tìm của cụ bà, ngưỡng mộ cụ bà vì tính tiết kiệm và cẩn thận. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng tò mò, không biết cụ bà đã tiết kiệm bao nhiêu lâu để có được số tiền lẻ nhiều đến thế, giá trị chắc chắn cũng không phải nhỏ. Đoạn clip vừa rồi cũng đã khép lại camera 247 ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Bảy hàng tuần lúc 19:50 trên VTV9.